Xin chào tất cả các bạn. Như thường lệ thì chúng ta lại gặp nhau vào lúc 19 giờ tối thứ ba và thứ bảy hàng tuần. Ngày hôm nay thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số cách rải điệu slot khác nhau để các bạn có thể tăng thêm vốn liếng trong kỹ năng đệm hát. Thì với điệu slot này, từ xưa đến nay chúng ta vẫn chơi theo kiểu bát 3 2 1 2 3 bát 3 2 1. Tuy nhiên trong quá trình đệm hát thì đôi lúc chúng ta cần phải biến tấu đi một chút để nó tăng thêm phần hấp dẫn, phần đa dạng ở trong cái câu đệm hát của chúng ta. Thì ngày hôm nay ngoài cái câu đệm gốc này, ngoài cái cách đệm gốc này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn thêm ba cách rải nữa để chúng ta có thể tăng thêm phần thú vị trong khi đệm hát. Thì tôi sẽ chơi trước và hướng dẫn các bạn sau. Ok, chúng ta đi thẳng luôn vào vấn đề. Các bạn xem video thấy thú vị thì nhớ like, chia sẻ video cho mọi người cùng biết và đừng quên bấm đăng ký kênh để theo dõi những video thú vị khác. Rồi, để chơi được các cái điệu biến tấu này thì trước tiên chúng ta phải phân tích lại một chút nhịp phách về cái điệu rải gốc. Đó thì điệu slot này nó nằm ở nhịp 6-8, chúng ta sẽ có 6 phách trong một nhịp và mỗi phách có giá trị bằng nốt bốc đơn. Chúng ta sẽ có 6 phách 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, chúng ta dậm nhịp vào cái phách số 1 và phách số 4 là hai phách mạnh. 1 2 3 4 5 6. Thì chúng ta rải trước đến nay chúng ta vẫn rải là bát 3 2 1 2 3 bát 3 2 1. Thì cứ mỗi một cái rải này là chúng ta vào một phách, đó 6 phách thì chúng ta rải 6 lần là bát 3 2 1 2 3 bát 3 2 1 2 3 bát 3 2 1. Đó, chúng ta dậm nhịp. Đó là cái cách rải truyền thống từ xưa đến nay chúng ta vẫn chơi. Thế để biến tấu cái điệu này thì trước tiên chúng ta đến với cách số 1. Cách số 1 ở đây là chúng ta sẽ có cái phách số 2 và số 3 này đây, bao gồm hai móc đơn. Hai móc đơn thì chúng ta sẽ chia nó ra làm 3 nốt. 3 nốt này là chúng ta sẽ chia làm 3 nốt là nó sẽ là liên 3 các bạn nhé. Nó liên 3 có nghĩa là 3 nốt này nó sẽ có giá trị trường độ bằng hai nốt móc đơn. Đó. Chúng ta chia nó ra này, bát 321. Đó, bát 321. 321 tức là cái 321 này là 3 nốt, 3 nốt này nó có sẽ giá trị bằng hai nốt móc đơn các bạn nhé. Sau đó đến cái phách số 4 là cái nốt móc đơn này chúng ta sẽ chát. Đó, chát, chát là chúng ta giật đồng thời 3 giây 1 2 3 các bạn nhé, thì ta sẽ có này. Đó, cái phách số 4 là một dẫm và phách số 1 là một dẫm. 3 321 chát. Các bạn đánh liên hồi giống như cái điệu bolero đó, nó là cái liên ba đơn các bạn nhé. Liên ba đơn thì ba nốt này cộng lại mới có giá trị bằng hai nốt móc đơn. Bát 321 chát, chát là chúng ta giật đồng thời 3 giây 1 2 3. Sau đó chúng ta lại vẫn là bình thường thôi, vẫn 2 3 giống như cách rải cũ đó. 2 3 đây, bát 321 chát, 2 3 bát 321 chát, 2 3 bát 321 chát, 2 3 bát 321 chát. Các bạn thứ tự này, chúng ta vừa đánh vừa chuyển hợp âm theo vòng 1 4 5 trong tông la thứ cho nó dễ tập thôi, bao gồm la thứ, rê thứ và mi sưởng. Khá dễ dàng thôi, chúng ta cùng sang với cách tiếp theo. Ở cái cách tiếp theo này thì chúng ta vẫn giữ nguyên bát 321. Đó, bát 321, bát 321 có nghĩa là phách số 1, phách số 2, phách số 3 và phách số 4. Rồi đến cuối cùng là phách số 5 và phách số 6 thì nó lại bao gồm hai nốt móc đơn, thì ở đây chúng ta lại chia nó ra làm 3 nốt là
Cái liên ba đơn, liên ba đơn thì ba nốt này có giá trị trường độ bằng hai nốt đơn. Đó. 2 3 1 đó. Thì ta có này, bát 2 3 1 là vẫn như bình thường. À, đến phách 5 và phách 6 thì chúng ta 2 3 1 đó. 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 Bát 3 2 1 2 3 1. Đó. Bát 3 2 1 2 3 1. Đó 2 3 1. Cái 2 3 1 ở cái phách 5 phách 6 này chúng ta chia thành 3 nốt đó, chúng ta móc liên thành liên ba thì tốc độ nó sẽ nhanh lên các bạn nhé. Đó các bạn nhớ kỹ này, bát 2 3 1 2 3 1 bát 2 3 1 2 3 1 bát 2 3 1 2 3 1 bát 2 3 1. Ta cứ thế chúng ta lại chơi bằng cái vòng 1 4 5 của tông la thứ này. Rồi, chúng ta cùng đến với cái cách cuối cùng. Cách cuối cùng thì chúng ta vẫn giữ nguyên cái nhịp số lượng phách và cái trường độ như thế, 6 phách và mỗi phách bằng một nốt móc đơn. Chúng ta không thay đổi trường độ của những cái nốt này nữa, chúng ta chỉ có điều là chúng ta đánh cái động tác nó sẽ khác đi. Chúng ta sẽ có này, 1 2 3 1 này 2 3 4. 1 là chúng ta vẫn là bát. Đó. 2 3 4 là chúng ta 1 này, tức là bát chát chát chát. Chát là chúng ta giật đồng thời 3 giây 1 2 3 đó các bạn. 1 2 3 4 có nghĩa là bát chát. Các bạn nhớ nhé, cái này thì rất dễ thôi các bạn nhé. 1 2 3 4 bát chát chát chát. À, sau đó chúng ta lại đó, sau đó chúng ta lại 2 3 à. Bát chát 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 2 3 bát chát 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 2 3 bát chát 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 2 3 bát. 3 là dây số 2 và dây số 3 các bạn nhé. Đó, các bạn cũng dùng vòng 1 4 5 của tông la thứ để các bạn chơi này. Thì cái này trong quá trình đệm hát thì lâu lâu chúng ta có thể thay đổi cái cách giải, cách chơi để cho nó đa dạng và phong phú thêm cái câu đệm hát của chúng ta. Lâu lâu chúng ta lại chèn vào một lần. Thì chúng ta chơi cái điệu này thì nó lạ lẫm, thì nó hơi khó một chút. Tuy nhiên là chúng ta cứ chơi nhiều, chúng ta ráp vào từng câu hát một thì dần dần nó sẽ nhuyễn tay và nó sẽ quen. Cái này thì cũng khá đơn giản thôi. Xin chúc các bạn thành công.